Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà ta thường bảo rằng nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhận định này khá đúng trong khá nhiều trường hợp, bởi theo nhân tướng học, chỉ cần xem một vài nét tướng trên khuôn mặt mỗi người cũng có thể đoán được phần nào vận mệnh của họ trong tương lai. Thế nên, theo nhân tướng học thì vận mệnh của một người, đặc biệt là của phụ nữ, cũng có thể được thể hiện qua các hình tướng một vài bộ phận trên gương mặt, trong đó có nét tướng mũi, gò má. Đặc biệt, môi trái tim được xem là một nét tướng của những người phụ nữ giàu sang phú quý, càng về hậu vận thì lại càng viên mãn hơn. Vậy thì theo nhân tướng học, đâu là những đặc điểm phú quý dành cho phụ nữ? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong thủy Lộc Tài. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Vầng trán cao và rộng, tướng hoàng hậu. Xem tướng phụ nữ nhận định rằng người có phần trán cao và rộng thường là những người rất tâm lý và chu toàn, làm việc cẩn thận, vượng vận quý nhân và rất dễ có trí tuệ hơn người, tài năng xuất chúng. Xếp hạng họ bởi có tướng hoàng hậu, bởi lẽ họ rất có phúc phần, may mắn hanh thông trong sự nghiệp, rất nhiều khả năng làm nữ cường nhân ở tuổi đời ngoài 35. Điểm cộng ở chốn công sở là họ có mạng lưới xã giao rộng khắp, cho nên dù không quá giỏi giao tiếp, nhưng họ luôn nói chuyện thành khẩn và hành xử thân tình nên được lộc tiền khá nhanh. Nếu gặp được cấp trên biết nhìn xa trông rộng, biết khống chế và làm chủ toàn cục, họ sẽ dễ dàng nắm giữ những vị trí quan trọng, vừa là cánh tay phải cho người cầm đầu, vừa khéo léo điều hành cấp dưới làm việc hiệu quả. Sống mũi cao và thẳng, tướng công chúa. Người có sống mũi cao và thẳng trong nhân tướng học và xem tướng phụ nữ nhận thấy họ rất có mệnh phú quý, được yêu chiều và trân trọng như một nàng công chúa. Ví họ có mệnh vương giả trong cung đình là bởi lẽ mũi được xem là tướng mặt, chính là cung tài bạch, chủ cho tài lộc của mỗi người. Nữ giới có phúc phần mới có thể sở hữu được phúc tướng hơn người này. Nếu hôn nhân vượng vận, gặp đúng chân ái của cuộc đời, họ sẽ lấy chồng đại gia, thay đổi hoàn toàn về kinh tế và vận mệnh sau khi yên bề gia thất. Điều kiện để họ bước sang trang mới của cuộc đời đó là cần năng làm việc thiện, tích đức cho bản thân và gia đình. Tốt nhất là nên kết hôn muộn khi gần 30 tuổi. Những người phụ nữ này nếu có xuất thân trong gia đình giàu có, thường sẽ có lộc tiền bạc khi ngoài 25 tuổi, chỉ cần chịu khó, chăm chỉ làm việc thì tiền đồ sẽ rộng mở. Nhưng đa phần, họ sẽ lùi về làm hậu phương vững chắc cho chồng sau khi kết hôn. Tướng mặt của người lãnh đạo. Người có tướng lãnh đạo, làm chức cao, có địa vị trong xã hội là những người có hai tai áp sát đầu, mồi góc cạnh, cân xứng, nhân trung sâu có hình tam giác. Người này vô cùng thông minh, sắc sảo, có trí óc tuyệt vời. Họ tài năng hơn người, thành công trong sự nghiệp khiến ai cũng phải nể trọng. Hơn nữa, trong nhân tướng học, phụ nữ mà có đầu mũi to, đầy đặn, phần thịt hơi rủ xuống là người thật thà, có ý chí kiên cường, thẳng thắn, luôn đặt mục tiêu cho tương lai và làm mọi cách để đạt được nó. Cũng nhờ bản tính này mà họ trở thành trụ cột gia đình, là cánh tay đắc lực hỗ trợ kinh tế cùng với chồng của mình. Tướng mặt của người phụ nữ mạnh mẽ có tướng vượng phu. Theo nhân tướng học thì người phụ nữ mạnh mẽ thường có gương mặt chữ điền, gương mặt có nét thô. Họ không thích dựa dẫm vào người khác, lúc nào cũng tự mình giải quyết mọi chuyện. Người này dù có kết hôn rồi cũng tự lực cánh sinh, ít khi nhờ vả chồng việc gì. Người này nếu có vầng trán rộng cao, môi trên dày thì rất thủy chung, một lòng vì chồng, yêu thương và dạy dỗ con cái rất tốt. Họ sống có trách nhiệm, quy củ, không sợ khó khăn và việc nặng nhọc. Tướng mặt của người ai gặp cũng yêu. Người phụ nữ sở hữu tướng mạo này thường có lông mày lá liễu, hai mắt sáng, long lanh, tóc mềm mại hấp dẫn. Đây là người có đường tình duyên đào hoa, nhiều người phải thầm thương trộm nhớ. Họ trong sáng, hiền từ và lương thiện, kể cả sau khi đã kết hôn, họ vẫn được nhiều người yêu quý, dành nhiều tình cảm. Bên cạnh đó, khuôn mặt mà khuôn mặt hình chữ điền chứng tỏ họ là người rộng lượng, suy nghĩ chu đáo, biết chăm lo cho gia đình, quan tâm tới bạn bè và thích giúp đỡ người thân. Vì vậy, người đàn ông nào lấy được họ sẽ có tất cả trong tay và có thể yên tâm chuyện gia đình mà gây dựng sự nghiệp. Tướng mặt của người phú quý tự tới. Người có mệnh phú quý, tài lộc thường có giấy tay to như tay Phật, càng to càng tốt,
phần cằm đầy và nhân trung dài sâu. Họ có số mệnh cuộc đời rất tốt, sống thọ, sung sướng từ khi sinh ra. Đồng thời, họ cũng là những người hiền lành, biết kính trên nhường dưới, sống thân thiện, hòa hợp nên được lòng rất nhiều người. Phụ nữ có giọng nói ngọt ngào là người sống giàu tình cảm, một dòng một dạ cho gia đình. Người này hậu vận càng nhiều tiền, giàu sang phú quý không ai bằng. Phụ nữ có tướng môi hình trái tim. Nhân tướng học cho rằng, ngoài quyến rũ và gợi cảm, thì phụ nữ sở hữu môi hình trái tim còn là người dễ gặp may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Họ có tư duy tinh tế và nhanh nhạy, cuộc sống dễ gặp nhiều may mắn và sự nghiệp thành đạt. Ngoài ra, những người phụ nữ có nét tướng môi này hầu hết đều được mọi người yêu mến ngay từ nhỏ, vậy nên khi trưởng thành, con đường tình duyên đến với họ thường rất viên mãn và ngọt ngào. Đặc biệt, nếu đường viền môi càng rõ nét, đôi môi càng căng mọng thì họ sẽ càng có hậu vận giàu sang, cuộc sống không bao giờ phải lo thiếu trước hụt sau. Cung điển trạch rộng rãi là tướng vượng phu. Cung điển trạch nằm ở giữa lông mày và mắt. Nếu cung điển trạch của phụ nữ rộng rãi, thêm nữa ở giữa không có vết đen hay sẹo, thì đa số họ đều là người có phúc khí tốt, có điều kiện kinh tế. Nhiều người còn có thể kế thừa gia sản của gia đình và nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Người phụ nữ có đặc điểm trên sau khi kết hôn có thể rất vượng phu, mang lại nhiều tài phú cho chồng. Cằm đầy đặn là người nhân ái hiền hậu. Phụ nữ có cằm đầy đặn là người sống tình cảm, không chỉ dễ dàng ứng xử hòa thuận với người khác mà còn là một người rất thân thiện. Cằm má đầy đặn, vượng phu thịnh gia, ý tứ là người có cằm tròn trịa hoặc hai má đầy đặn là người tướng phượng phu. Nếu lấy được người nữ tính như thế làm vợ, thế nào người chồng cũng sẽ rất hạnh phúc, vì thông thường những người phụ nữ ấy là người vợ hiền hậu và tài đức. Họ không chỉ chăm sóc tốt cho gia đình của mình mà còn khoan dung, độ lượng, hiền lành, phúc hậu. Chính vì thế, họ khiến cho nửa kia yên tâm trong việc quán xuyến gia đình. Mũi to, sự nghiệp phát triển. Theo nhân tướng học, những người phụ nữ sở hữu tướng mũi to đều thường là người có ý chí phấn đấu vì sự nghiệp rất cao. Bên cạnh đó, họ cũng là những người có tính tự chủ, tự lập trong công việc cũng như cuộc sống. Nhưng có lẽ điều này đặc biệt hơn cả là những người phụ nữ này luôn biết cách quản lý tiền bạc và rất có khả năng đầu tư tài chính nhằm thu lại lợi nhuận cho mình. Nhờ đường nhân duyên tốt đẹp nên họ thường rất hạnh phúc trong tình yêu. Những người phụ nữ này cho dù không dựa vào chồng thì cuộc sống cũng luôn đủ đầy, thậm chí còn rất sung túc. Tài vận của họ vô cùng mỹ mãn, đặc biệt càng về hậu vận thì sẽ càng giàu có. Mặt tròn, miệng đầy đặn, thông minh và nhân hậu. Theo nhân tướng học, những người phụ nữ sở hữu gương mặt tròn, miệng đầy đặn hầu hết là những người tài năng hơn người, thông minh và còn nhân hậu. Ngoài sở hữu tính cách phúc hậu thì họ còn là người luôn biết kính trên nhường dưới, hiếm khi tranh cãi với chồng con nên mâu thuẫn trong gia đình không bao giờ có cơ hội xảy ra. Họ cũng thường có quý nhân nâng đỡ nên rất dễ dàng gặt hái được thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Bên cạnh đó, những người phụ nữ sở hữu nét tướng này ngoài là những người luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, biến nguy nan thành cơ hội để thể hiện năng lực bản thân thì họ còn giúp ích cho chồng trong việc phát triển sự nghiệp gia đình. Cổ tương xứng với đầu và mặt, luôn gặp may mắn. Theo nhân tướng học, nếu chị em nào sở hữu tướng cổ tương xứng vừa vặn với mặt, với đầu thì cũng là nét tướng của những người dễ gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Lâu nay, ông bà ta thường quan niệm rằng cổ là giường cột của một người nên cổ nảy nở, tròn đầy và tương xứng với đầu, mặt chính là tướng phú quý, nét tướng của những người phụ nữ dễ có hậu vận giàu sang. Gò má cao vừa phải, yêu chồng thương con. Theo quan niệm của nhân tướng học, hầu hết phụ nữ sở hữu gò má cao đầy vừa phải đều là những người rất yêu chồng thương con. Bên cạnh đó, họ còn là những người nội trợ đảm đang, hết lòng chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Cũng bởi nét tính cách ấy nên người phụ nữ này sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho chồng, nhờ biết vun vén như thế nên cuộc sống gia đình của những người phụ nữ này lúc nào cũng rất hạnh phúc. Họ không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc vì đã có chồng lo liệu, đặc biệt là hậu vận của họ lại càng viên mãn hơn. Nốt ruồi xung quanh mắt, nhân duyên tốt. Nhân tướng học gọi những nốt ruồi quanh mắt này là nốt ruồi đào hoa, là những nốt ruồi dễ mang lại vận trình tình duyên tốt đẹp cho người sở hữu. Bên cạnh đó, những người phụ nữ sở hữu nốt tướng quanh mắt đều là những người thường lo tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân, quyết tâm xây dựng nền tảng vật chất vững chắc trước khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Và cũng bởi tính cách ấy nên về hậu vận họ sẽ dễ gặt hái được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, tất nhiên những thông tin về nhân tướng học ở trên chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Hình hài của mỗi người là do cha mẹ sinh ra, chúng ta không thể quyết định được đẹp xấu.
giàu nghèo cũng là do bản thân mình quyết định, chứ không thể cứ dựa vào tướng mũi, tướng môi, rồi lại không nỗ lực, không cố gắng làm việc, thì chẳng ai có thể mang đến cuộc sống ấm no. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy và tử vi. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.